Xin chào các bạn, Hải Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin bóng đá hàng ngày của kênh bóng đá 24 giờ TV. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Huấn luyện viên U23 Thái Lan bị sa thải trước ngày lên đường dự vòng chung kết U23 châu Á. Trên sân nhà U23 Thái Lan nhận thất bại ê chế 0-1 ở trận giao hữu gặp Hồng Kông Trung Quốc. Đây là trận đấu làm nóng để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sắp diễn ra vào tháng 6. Trận giao hữu giữa U23 Thái Lan và Hồng Kông được tổ chức trên sân Chonburi ngày 28 tháng 5. Kết quả là U23 Thái Lan nhận thất bại muối mặt trước đối thủ tí hon là Hồng Kông với tỷ số tối thiểu. Ngay sau trận thua sốc trước Hồng Kông, huấn luyện viên Kuragut Srimaka đối diện với nguy cơ bị sa thải trước ngày lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Truyền thông nước này đã chỉ trích thậm tệ màn trình diễn của U23 Thái Lan và các cổ động viên đang lên tiếng kêu gọi đưa huấn luyện viên Polking trở lại chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của U23 Thái Lan. Trước thất bại ê e chề trước Hồng Kông, tờ Bangkok Post đăng tải bài viết với tiêu đề: Thái Lan bị Hồng Kông làm nhục ở trận giao hữu. Theo đó trang báo này đã lên tiếng chỉ trích lối chơi rời rạc của U23 Thái Lan. Các ngôi sao nhập tịch và đang chơi bóng ở châu Âu như là trung vệ Kristada Kaman, tiền vệ Thanawat Seung Chittawun, và tiền đạo Sufanat Mueanta. Jonathan Kimdi ở Đan Mạch, Benjamin Davis ở Anh, Chaya Pipat ở Bồ Đào Nha đã bị chỉ trích đích danh vì một màn trình diễn thiếu sinh khí. Tờ Bangkok Post khẳng định Hồng Kông đã làm bẽ mặt U23 Thái Lan. Tờ Thai Post giật tít về trận thua của U23 Thái Lan trước Hồng Kông. Thái Lan bị Hồng Kông vùi dập trong khi National Mountain Media dầu dĩ. Các cầu thủ Hồng Kông che mờ voi chiến trong trận thắng gây sốc 1-0 của Hồng Kông trước Thái Lan. Tờ báo này cho rằng các ngôi sao nhập tịch và đang thi đấu ở châu Âu của U23 Thái Lan đã không thi đấu tốt như kỳ vọng. Tờ Siam Sport cũng đăng tải một bài viết với dòng tít là Chúng tôi nhớ anh, liệu huấn luyện viên Paul có thể trở lại làm huấn luyện viên U23 Thái Lan lần nữa không? Trên mạng xã hội, người hâm mộ đội bóng xứ Chùa Vàng cho rằng đây là một nỗi xấu hổ và không thể chấp nhận được đồng thời họ lên tiếng muốn thấy huấn luyện viên Polking trở lại chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của U23 Thái Lan. Người hâm mộ Thái Lan đặt dấu hỏi về khả năng xây dựng một lối chơi nhuần nhuyễn và ăn ý của huấn luyện viên Kuragosuri Rimaka. Còn nhớ tại vòng loại U23 Châu Á, U23 Thái Lan cũng thi đấu khá bế tắc và phải nhờ đến sự trợ giúp từ U23 Lào thắng U23 Mông cổ thì mới đi tiếp. Ngoài ra những chi tiết được tiết lộ trong trận đấu gặp U23 Hồng Kông cũng khiến truyền thông băn khoăn. Cụ thể, các cầu thủ U23 Hồng Kông đã thi đấu máu lửa hơn mức cần thiết và có một số tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Đội khách phải nhận một thẻ đỏ và là một số cầu thủ Thái gặp chấn thương. U23 Thái Lan sẽ có trận giao quân ở giải U23 Châu Á gặp U23 Việt Nam vào ngày 2 tháng 6. Sau đó họ sẽ chinh chiến với U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng tranh cho huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sáng ngày 28 tháng 5 tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam dự Sea Games 31. Sáng ngày 28 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Trung, những vị thuyền trưởng có công lao to lớn góp sức vào thành tích đặc biệt xuất sắc của đội U23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam tại Sea Games 31. Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa chúc mừng thành công của đội U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31. Còn đội nữ Việt Nam, bằng tài huấn luyện của huấn luyện viên Mai Đức Chung, lần thứ ba liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao tài năng của hai vị huấn luyện viên và sự nỗ lực tột độ của các cầu thủ nam, nữ khi có được kết quả xuất sắc tại đại hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói. Thay mặt nhà nước, nhân dân Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai huấn luyện viên đã có công lao rất lớn đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao mới. Với hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều đấu trường, góp phần quảng bá đất nước, con người và nền thể thao Việt Nam. Chiến thắng vang dội trong thời gian qua đã mang lại nguồn cảm hứng rất lớn lao cho nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam. Xin cảm ơn hai vị huấn luyện viên rất nhiều. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao và cảm ơn Tổng cục thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, cá nhân ông Trần Quốc Tuấn quyền chủ tịch VFF đã có nhiều công lao trong tổ chức phát triển nền bóng đá nước nhà. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sự cống hiến của huấn luyện viên Park Hang-seo còn đóng góp vào quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc. Chủ tịch nước cũng cho biết, nói chuyện với tổng thống Hàn Quốc Jun Seok Ryun và trước đây là cựu tổng thống Moon Jae-in thì hai tổng thống đều đánh giá cao những đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo trong quan hệ hai nước. Chủ tịch nước cho biết trong cuộc gặp ấm cúng thân tình này, ông đã lắng nghe rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm không chỉ về thành quả bóng đá đã đạt được mà còn là tương lai của bóng đá Việt Nam. Kết quả vừa rồi của đội tuyển bóng đá nam và nữ là kỳ tích của bóng đá Việt Nam với 7 lần vô địch SEA Games 31, là lịch sử chưa bao giờ có được điều đó và đó là kết quả từ nhiều mặt, từ công tác đào tạo, công tác huấn luyện, tổ chức, sự quan tâm của cổ động viên và nhân dân cả nước. Chủ tịch nước cho rằng phát triển bóng đá cần theo tinh thần bền vững, lâu dài, tiên tiến và hội nhập nâng cao tính chuyên nghiệp và từng bước theo sát xu thế vươn tới trình độ châu lục thế giới. Chủ tịch nước nói, có thể tới đây tôi sẽ làm việc với Thủ tướng để tiếp tục làm rõ hơn vấn đề này. Ông cho rằng quan tâm đến nền thể thao, bóng đá nước nhà không chỉ quan tâm vấn đề trước mắt mà còn vấn đề lâu dài như cuộc sống, cuộc đời của các vận động viên. Chủ tịch nước đã gửi lời chúc sức khỏe và trân trọng cảm ơn đến mẹ của huấn luyện viên Park Hang-seo khi biết bà đã trường thọ trên 100 tuổi. Chủ tịch nước gửi đến bà món quà là một chiếc khăn lụa Hà Đông. Chủ tịch nước cũng gửi tặng vợ ông Park Hang-seo và vợ huấn luyện viên Mai Đức Chung một lọ nước hoa. Cũng tại buổi gặp, huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến chủ tịch nước đã rất quan tâm chỉ đạo sát sao đến bóng đá Việt Nam. Ông Park kiến nghị chủ tịch nước về việc Hoàng Đức nên ra nước ngoài thi đấu. Trong cuộc gặp mặt sáng ngày 28 tháng 5 tại phủ chủ tịch, huấn luyện viên Park Hang Seo đã bày tỏ với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về câu chuyện liên quan đến cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Cảm ơn chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã luôn dành tình cảm và sự quan tâm tới thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Huấn luyện viên Park Hang Seo chia sẻ một số vấn đề của bóng đá Việt Nam. Ông Park nói: "Chúng tôi thấy rõ ràng rất nhiều giải vô địch các nước rất quan tâm đến các cầu thủ Việt Nam. Ngoài cầu thủ Quang Hải sắp ra nước ngoài thi đấu, thì cầu thủ Hoàng Đức cũng được rất nhiều những câu lạc bộ Nhật Bản, Hàn Quốc quan tâm. Ông Park cho biết hiện tại Hoàng Đức còn hợp đồng rất dài với câu lạc bộ Việt theo, còn 3 năm mới hết hạn hợp đồng, nên không thể sang nước ngoài thi đấu. Cũng theo huấn luyện viên Park Hang Seo, nếu hợp đồng hết hạn với Việt theo thì sẽ hết thời điểm vàng để Hoàng Đức có thể nhận lời mời từ các câu lạc bộ lớn ở châu Á. Ông Park chia sẻ việc không thể cắt ngang hợp đồng với Việt theo được nhưng rất mong câu lạc bộ cho các câu lạc bộ hàng đầu Hàn Quốc, Nhật Bản mượn Hoàng Đức một năm để cầu thủ này được tiếp cận, học tập, rèn luyện trong hệ thống bóng đá tiên tiến của khu vực. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của Hoàng Đức để nâng cao trình độ. Ông Park mong mỏi. Tôi nghĩ tài năng của Hoàng Đức không chỉ là vấn đề riêng của Viettel mà là vấn đề của cá nhân cầu thủ, năng lực của đội tuyển, của toàn đất nước. Việc Hoàng Đức đi ra nước ngoài sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang kiến nghị. Tôi rất mong Chủ tịch nước có thể nói với Việt theo ở phương diện quốc gia, phương diện đại cuộc, phương diện chung của đất nước, cần hỗ trợ Hoàng Đức lúc này. Đối với các câu lạc bộ Hàn Quốc và Nhật Bản, để đàm phán cầu thủ mùa bóng này chỉ trong tháng 7 năm 2022, qua tháng 7 là hết cơ hội nên thời gian còn lại rất ngắn. Báo Indonesia tin chắc U23 Việt Nam sẽ làm được điều này tại U23 châu Á. Nhà báo Gregat Nurit Sani, Tunning Mahaen của tờ Bola tin rằng U23 Việt Nam sẽ thắng cả hai đội bóng Đông Nam Á tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Chỉ còn ít ngày nữa, vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Uzbekistan. Hiện U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để hướng đến giải đấu quan trọng này. Trước ngày vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra, nhà báo Mahaen đã có những phân tích về lực lượng cũng như sức mạnh của đội bóng áo đỏ. Cây bút của tờ Bola cho rằng U23 Việt Nam là một đội bóng có dàn nhân sự chất lượng và đủ sức để cạnh tranh tại U23 châu Á năm nay. Nhà báo Mahaen đánh giá, hãy nhìn xem U23 Việt Nam có dàn nhân sự rất chất lượng và nó tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa những cầu thủ trong đội. Việc giữ lại phần lớn những cầu thủ vừa lên ngôi tại SEA Games 31 đủ để thấy họ mạnh như thế nào. Tôi không thấy bất ngờ khi huấn luyện viên Gong Okiun có sự thay đổi bởi U23 châu Á là giải đấu rất khác so với SEA Games. Sau những phân tích về chất lượng nhân sự, nhà báo người Indonesia tin U23 Việt Nam sẽ đủ sức để đánh bại cả hai đội bóng trong khu vực là U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Cây bút của tờ Bola nhận xét, U23 Việt Nam sáng cửa thắng U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Họ cũng vừa thắng cả hai đối thủ này tại SEA Games 31 và việc tái hiện lại điều đó là không khó. U23 Hàn Quốc sẽ khó chơi hơn nhiều, nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Còn nếu U23 Indonesia từng thắng U23 Hàn Quốc vào năm 2013, vậy tại sao U23 Việt Nam lại không thể? Trong khi đó, chuyên gia Steve Dubby lại cho rằng, thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun đủ sức để vượt qua giai đoạn vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Ông Steve Dubby nói, U23 Việt Nam đủ khả năng để vượt qua vòng bảng, tuy nhiên để tiến xa tại giải đấu này, họ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. U23 Việt Nam đủ sức thắng Malaysia và Thái Lan, nhưng đó sẽ là những trận đấu căng thẳng và ngang ngửa. Tôi tin U23 Việt Nam sẽ chơi tốt. Theo lịch ngày mùng 2 tháng 6, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan ở trận ra quân, sau đó 3 ngày là trận đấu với U23 Hàn Quốc và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Malaysia vào ngày mùng 8 tháng 6. cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của bóng đá 24 giờ TV đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin nóng hổi đến từ chúng mình nhé xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.